Cẩm Hồng và Thái Phạm, nhóm làm phim Việt Catholic San Jose, xin kính chào quý khán giả. Cộng đồng giáo xứ San Maria Goretti ở San Jose, miền Bắc California đã đến tham dự lễ rước kiệu trọng thể mừng lễ Chúa Kitô Phục Sinh vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật 31 tháng 3 năm 2013. Lễ Phục Sinh là một ngày lễ trọng đại, quan trọng nhất trong năm phục vụ. Lễ trọng đại của niềm tin đạo Công giáo mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, đem lại niềm hy vọng cho mọi người ở đời sau. Chúng ta được sống đời đời với Chúa trong niềm phó thác
Yeah.
Thầy sẽ bị động vì tên con. Cùng ở thế giới sau bữa ăn tối, người cầm linh chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và tôi. Tất cả các con hãy nhận linh quả phun, vì ngài là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúa cùng anh chị em.